Mới bước ra cửa một cái tuyết ngập trời. Bây giờ mà đi chợ dọn ô tô cũng hết hơi này. Xin chào các bạn nhé, xin chào các bạn đã trở lại với kênh K4 Vlog của mình. Thì hiện tại mình đang đứng ở trên một cái công viên đường vòng tròn. Thì thời tiết hiện tại bây giờ là âm 14 độ, trời rất là lạnh. Thế nhưng mà sân chơi công viên, tất cả những hoạt động vẫn được mở bình thường, như là sân trượt tuyết này. Trượt tuyết này, trượt băng nghệ thuật này, tất cả bao trùm một màu trắng của tuyết. Còn đây là ven đường quốc lộ nhé. Còn đây là sản phẩm của hai mẹ con nhé. Trong vòng 30 phút đã tạo ra được những trái cam, trái chanh với đủ màu sắc. Thì cũng là một trò chơi rất là thú vị, rất là độc lạ. Mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng nha. Các bạn ơi, sau 30 phút nhé, mình đã trồng được một cây cam sai chữ quả để đón Tết. Mời các bạn vào xem nhá. Mùa đông bên này chỉ có tuyết thì chả có gì ngoài tuyết, đâm tất cả các bộ sưu tập của mình là vào mùa đông là chỉ có tuyết. Tí nữa sang kia mình sẽ trồng một cây chanh màu vàng. Vì mình mua có 3 hộp màu sơn, màu xanh, màu vàng và màu đỏ nhá, thì mình chỉ có thể là trồng được 3 cây thôi. Bão các bạn ơi, bão.
Sau một trận bão tan tác hết rồi.